Là bé tam hoa, bé cún ba chân, coi chừng nó cắn lộn nha. Nó cắn con kia, xong hình như nó quen quen rồi đó. Gần cả năm rồi mới gặp lại người xưa. Nên lúc nãy là con rất là dữ nha cô chú. Đó, hình như quen rồi nè. Từ từ đi, cứ từ từ cho nó hụi hụi cái người mình á. Hương không? Trời, lâu lắm á chị mới đụng được vô nó đó. Em chị nghĩ là em tháo nón bảo hiểm ra để nó nhận ra em đeo khẩu trang kín mít luôn. Nó đâu biết em là ai đâu. Tâm Hoa. Trời ơi mấy đứa kia ra mừng nữa là Tâm Hoa nó nhát lắm, nó ít chơi bạn lắm. Trời ngụy đen nhiều chuyện ghê luôn đó. đẩy đen ra đi. À rồi đó, quen rồi đó. Ôi, nhận ra rồi sao phải không? Thời gian trước thì vào mùa dịch Covid ở thành phố Hồ Chí Minh mình thì ai cũng gặp cảnh khó khăn. Rất là nhiều gia đình bị đưa đi cách ly nè. Rồi nhiều người thì bị mất vì Covid. Nên các bé cún ở thành phố Hồ Chí Minh bị thả ra đường rất là nhiều. Hoặc là gia đình đi cách ly nửa tháng trời luôn. Có khi một tháng thì họ không biết phải làm sao hết. Thả những cái em cún ra đường sống lang thang. Nhưng mà bé cún này là cũng may mắn được chị chủ yêu thương. Khi mà có việc khó khăn thì bạn đã gửi đến mái ấm của Ti. Và Ti chăm sóc bé đến ngày hôm nay. Lúc trước là bé có hai bé lận. Nhưng mà một bé nó bị bệnh, nó cũng mất một thời gian lâu rồi. Bây giờ chỉ còn lại một mình Tam Hoa thôi. Tam Hoa là bị tật, chỉ có ba chân. Trời, cái ông vàng kia, ông... Ông mừng là coi chừng Tam Hoa nó cắn á. Tại vì tụi nó ganh tị nhau. Giang, ra đây. Rồi, ông bụi vàng. Bé Tam Hoa này rất là nhút nhát. Bé ít chơi với bạn bè lắm cô chú. Bé hay nằm đó một mình thôi. Đó, nó mừng rồi đó. Mình mày nói chuyện cái nó nghe thấy mình, cái nó nhận ra. Mùa mưa thì ở chỗ của Ti hơi sình lầy. Đó, mọi người đó, nhận ra rồi đó. Em biết sao không, Tam Hoa nó nhát lắm. Bế nó ra ngoài sợ mấy con chó này nè. Nó sợ lắm nên nó không có dám ra. Nó chỉ chơi một vòng khu vực này thôi. Nhận ra rồi đó. Ôm không? Bé đi, bé ra ngoài kia kìa. Mà nó không dám đi xa đâu, nó chỉ đi có một khúc rồi. Nhé lắm. Ủa gừ hả? À. Bạn đã nhát rồi, con đứng vô đó rồi sao bạn dám ra mừng gia đình mình hả? Giang ra đây mẹ chuông. Trời ơi. Ti xin khép clip ở đây. Từ sáng đến giờ cũng có nhiều bạn gọi tin cho vợ chồng Ti đi cứu chó, cứu mèo, những em cũng bị bỏ rơi. Nhưng mà thật sự vợ chồng Ti bận lắm cô chú. Bây giờ đang đón hai bạn đến thăm những em cún ở đây. Mà Ti thấy có cuộc điện thoại nhưng mà Ti chưa bắt máy được luôn mọi người. Ti rất mong cô chú và các bạn thông cảm. Thật sự ở mái ấm của Ti rất là bận. Tại vì công việc ở đây là do vợ chồng Ti là lo hết. Nên ít có thời gian rảnh lắm. Nếu mà Ti có quên nhắn tin trả lời cho ai, hay là Ti quên điện thoại cho ai, thì mong mọi người thông cảm. Cứ nhắc Ti đi, đừng có ngại. Tại Ti hay quên. Khi mà nằm xuống giường rồi Ti mệt lắm. Nhiều khi Ti cầm điện thoại mà Ti ngủ gục luôn đó cô chú. Rất mong mọi người hiểu và thông cảm cho Ti. Ti cũng mong cô chú anh chị nếu mà có yêu mến máy ấm Ti
cho Ti xin một share like và đăng ký kênh ủng hộ cho máy ấm. Cũng như máy ấm Ti Ti rất mong cô chú anh chị, tất cả mọi người cùng chung tay giúp đỡ cho Ti có khả năng và chi phí để Ti chăm sóc những cái bé cún mèo cơ nhỡ lang thang ở đây. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và một kỳ nghỉ lễ thật là vui, nhiều hạnh phúc bên gia đình. Xin chào mọi người.